Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với channel Hệ Nhị Phân của mình. Trong video ngày hôm nay thì mình xin chia sẻ đến mọi người một bộ skin Range Master và hình nền động căn phòng Anime Room. Thì sau khi mọi người cài đặt xong thì chúng ta sẽ có một cái giao diện desktop như thế này. Rất là xịn sò và đẹp đúng không? Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người chi tiết cách để cài đặt hình nền động và bộ skin Range Master nhé. Ok, let's go. Thì đây chính là giao diện ban đầu của mình. Thì đầu tiên mọi người sẽ tải cho mình cái file mình để ở dưới phần mô tả nhé. Thì sau khi mọi người tải về thì chúng ta sẽ được cái file này. Mọi người sẽ giải lén nó ra. Xác ôn. Ok. Thì đây chính là cái folder sau khi giải lén. Thì bước tiếp theo mọi người sẽ di chuyển. Mọi người phải chuột này. Zoom option này. Cắt cái folder này và di chuyển cho mình đến cái thư mục video. Paste ở đây. Rồi, này để đảm bảo chắc chắn là mình sẽ không bị mất skin hay là gì đấy khi mình di chuyển nhé. Tiếp theo mọi người sẽ tạo cho mình một cái folder mới. Đây, new folder. Sau đó mọi người sẽ di chuyển tất cả shortcut và file ở desktop vào trong cái folder này. Thì cái recycle bin ấy thì mọi người sẽ vào cho mình setting personalization. Done. Đây, done. Desktop icon setting. Và unstick cho mình cái recycle bin. Ok cái. Rồi, vậy là recycle bin đã biến mất. Thì ở cái giao diện desktop này, ở cái folder này, mọi người phải chuột cho mình Zoom option rename. Mọi người xóa đi. Sau đó mọi người sẽ ấn cho mình là Alt 255. Sau đó ấn ra ngoài. Đấy, thì cái 255 mọi người sẽ ấn ra cái bàn phím phụ ở trên cái bot nhá, bàn phím phụ ấy, bên phải đấy, thì nó sẽ làm biến mất đi cái name này, name của folder này. Tiếp theo mọi người sẽ phải chuột lại Zoom option property customize trên icon và chọn cho mình cái này, cái folder màu trắng này. Ok, like cái. Ok, refresh. Cái folder đã chuyển thành màu trắng và mất tên. Thì mình làm như này ấy để giữ lại một cái folder desktop để khi mọi người muốn truy cập vào cái shortcut hay là cái phần mềm mà trước đây ở trên desktop ấy, thì mọi người chỉ việc click vào đây thôi thì nó sẽ nhanh hơn, là mọi người sẽ phải tìm ở thanh taskbar này này thì nó nhanh hơn nhá. Thì nó cũng đồng bộ với những cái skin remaster tí nữa mình cài. Thì đây là cái mục đích của mình để khi cài đặt cái folder này như này. Bước tiếp theo mọi người sẽ vào Windows Store nhá và tải cho mình cái Chances Lucent TP. Đây cái này. Rồi, mọi người sẽ install nó. Ok, open nó lên. Continue. Mục đích của cái app này là chuyển cái thanh taskbar trở nên trong suốt. Ok rồi đấy. Tiếp theo mọi người sẽ tải tiếp cho mình cái app là Line List Wallpaper. Đây. Install. Rồi mọi người sẽ click open. Thì cái app Lightly Square Paper ấy, nó sẽ giúp mọi người là cài đặt cái hình nền động cho desktop. Đây chính là giao diện của nó. Mọi người sẽ add Square Paper này. Open này. Tại đây mọi người sẽ đến cái folder mà vừa nãy mình bảo mọi người chuyển vào cái thư mục video ấy. Open nó lên. Open tiếp. Rồi chọn cho mình cái hình nền động này. Bây giờ nó sẽ cài đặt cái hình nền động này cho desktop nhé. Mọi người click OK này. Rồi, tiếp theo mọi người sẽ vào setting. Volume thì kéo về 0 cho mình. Để đảm bảo chắc chắn là không có âm thanh của trong cái hình nền động nhá. Xong rồi, mọi người có thể tắt đi. Ok một cái. Cái này cũng xong rồi. Lâu lại. Thì mình đã cài đặt xong hình nền động cho desktop. Đến đây thì mọi người có thể sử dụng rồi. Còn bây giờ, nếu mà mọi người muốn đẹp hơn ấy thì chúng ta sẽ tiếp tục cái bộ skin Range Master. Thì đầu tiên chúng ta sẽ tải cái phần mềm Range Master nhé. Mọi người sẽ cài đặt nó thôi. Rồi, finished. Rồi, bây giờ mọi người sẽ phải chuột này và nốt cho mình cái skin cơ bản của Range Master đi. Đằng trông nó không được đẹp lắm. Rồi mọi người sẽ vào cái thư mục, đây thư mục video này, mở lên, mở tiếp mày lên,
Đó đấy nhá, đây là cái thư mục Skin Rain Master mà mọi người tải ở kênh của mình xuống nhá. Mở lên này. Rồi, vào tiếp cái Rain Master ở cái System Tray. Click trái chuột. Thì đây chính là giao diện của Rain Master. Ở cái folder mọi người phải chuột này. Open folder. Trở lại cái thư mục Skin này. Rồi, tại đây thì mọi người sẽ copy cho mình toàn bộ 5 cái thư mục này. Đấy, chọn nhá, phải chuột này. Zoom option này, copy này. Paste vào đây. Ok. Rồi, quay trở lại giao diện quản lý của RainSmatter này. Refresh này. Mọi người thấy chưa? Tất cả cái skin RainSmatter ở 5 cái thư mục đã link vào trong cái phần mềm này. Thì tiếp theo chúng ta sẽ đưa cái này ra desktop thôi là xong. Nhưng mà ở đây sẽ còn 3 cái này nữa. 3 cái file này. Thì đầu tiên mọi người sẽ vào cái link add-on cho mình. Copy cái này. Paste lên trình duyệt. Thì đây chính là cái add-on mà giúp mọi người hiển thị cái tên nhạc ở cái skin web lab play. Thì mọi người sẽ ấn get nhé. Extension này. Mọi người làm tương tự với Chrome nhé. Copy cái link này. Paste lên trình duyệt. Ok, add to Chrome. Extension. Xong. Cái này mọi người sẽ chạy cho mình cái Mastercard này. Cái này chính là cái sóng nhạc. Ok, mọi người có thể phải chuột và ăn Node Skin này đi. Thì mình sẽ đưa ra desktop sau. Tiếp theo là web lab playing. Install nó. Vậy là xong cái phần cài skin nhé. Tiếp theo là chúng ta sẽ đến cái bước là đưa toàn bộ cái skin ra desktop. Quay trở lại giao diện của Manlist RainSmatter này. Cái này, shortcut này cho vào trong này nhé. Đầu tiên là cái clock, mọi người extend nó ra. Mọi người phải chuột này, nốt. Rồi, thì đây chính là cái đồng hồ. Đồng hồ này mình sẽ để đâu giờ? Mình sẽ để ở đây. Thì để cố định cái đồng hồ này và không để di chuyển được nữa thì mọi người có thể click là click through. Đấy, sau đó mình click đây thì mình sẽ không để di chuyển, nó sẽ cố định ở trên desktop. Mọi người thấy chưa? Thì khi nào mọi người muốn bỏ ra di chuyển thì lại bỏ tích này đi, có thể di chuyển qua lại được. Thì tạm thời thì mình sẽ để ở đây, tí có thể mình sẽ sắp xếp lại cái skin. Rồi tiếp theo đến clock này, mọi người phải chuột note. Thì cái này chính là cái đồng hồ, để ở đây đi. À, position mọi người sẽ để là on desktop nhé. Tương tự với clock này cũng thế, position on desktop. Tiếp theo là đến cái color dock. Thì đây chính là những cái icon phần mềm. Thì mọi người sẽ chọn cho mình những phần mềm mọi người hay dùng và đưa cái icon ra desktop nhé. Đây, ví dụ mình sẽ đưa Chrome này, là chuột nốt này, on desktop. Tiếp theo là đến setting, phải chuột lost on desktop. This PC lost on desktop. YouTube lost on desktop. Rồi, sắp xếp lại một chút này đi. Ok, xong cái thứ hai nhé. Thứ ba, xong cái thứ ba. Tiếp theo là row, mọi người sẽ extend nó ra. Date này, note. Cái này thì mình sẽ để ở đây. Position vẫn là on desktop. Tiếp theo là monster cat này. Mọi người phải chuột này, note này. Thì đây chính là cái sóng nhạc. Rồi, tiếp theo cái song information này, position mọi người ở on desktop nhé. Song information cũng extend nó ra. Phải chuột này. Note. Đây. Bên trái, left nhá. Mình sẽ định để cái sóng nhạc ở đâu bây giờ nhỉ? Sóng nhạc ở cái chỗ này đi. Rồi, position vẫn on desktop. Tiếp theo đến setting này. Mọi người phải chuột vào general này, note cho mình. Đây chính là cái bảng điều khiển của cái sóng nhạc và cái song info. Đầu tiên mọi người sẽ cho nhỏ này này. Cho nhỏ này. Ok. Kéo xuống dưới này. Lên dưới này. Ở đây mọi người sẽ tích cho mình là High Skin When Media Player is not running. Đấy, tức là khi mình không chơi nhạc thì nó sẽ biến mất nhé.
Nhưng mà tạm thời là cái thể hiện nên đã để chỉnh đã. Tiếp theo mình sang Media Player này. Mời click cho mình vào web Blabling. Đấy. Allow nhá. Thì nó sẽ link mấy cái add-in ở trên cái trình duyệt này. Khi mọi người chơi nhạc ấy, thì nó sẽ hiện lên. Thì là mình sẽ chơi một bài nhạc để mình xem cái sóng nhạc như nào và mình tùy chỉnh cho hợp lý. Thì như mọi người thấy đây thì bây giờ đã hiển thị sóng nhạc và tên rồi này. Thì mình sẽ quay trở lại tab General nhá. Chỉnh một chút cho nó. Đây là vị trí. Okay, kéo bằng tay cũng được. Song info này cho bé lại tí nữa. Ok. Nữa. Ok. Rotation mọi người muốn quay thì có thể chỉnh hướng quay này. Đấy. Visualizer. Ba width này. Ba gap. Đấy. Ba width là kích thước. Ba gap là kích thước giữa chấm. Ba cao là số lượng chấm. Thì mọi người có thể tùy chỉnh sao cho hợp lý nhá. Smooth này sẽ để đây. Càng cao thì càng smooth. Chỉ có vậy thôi. Thì mọi người chỉnh sao cho hợp lý là được. Sai nhạc color. Thì ở đây mọi người sẽ tích cho mình cái high skin when Media Player is not running. Tích vào đây. Thì khi mình không chơi nhạc nữa thì nó sẽ tạo là biến mất. Tiếp theo nó sẽ đến cái weather. Yes này, mọi người phải chuột này. Note. Đây chính là cái thời tiết, thông tin thời tiết. Mình sẽ để đâu bây giờ? Mọi người để tùy chỉnh chỗ nào cũng được. Tiếp theo là mở cái setting này ra. Đầu tiên là cái position vẫn là để on desktop. Setting nhá. Nốt nó lên. Thì đây chính là bảng điều khiển của Weather Desk. Đầu tiên mọi người sẽ click vào cái này. Ở đây mọi người sẽ gõ vị trí của mình. Ví dụ như mình ở Hải Phòng. Đấy, Hải Phòng Việt Nam. Thì nó sẽ hiển thị cái latitude, longitude này. Mọi người sẽ copy nó, paste vào cái bảng điều khiển. Đây, paste vào đây. Đây cái, xong enter. Tương tự với longitude nha. Paste cái. Paste vào đây, enter cái. Thì nó sẽ hiển thị cái thông tin thời tiết ở cái vị trí của mình đang ở. Tiếp theo là choose the skin variant. Current day, 3 day. Đi thời tiết của 3 ngày này. 6 day, 6 ngày. Mà để gọn ghẽ thì mình sẽ để current day thôi. Size value là kích thước. Kích thước của cái skin này. Mọi người để chỉnh sao cho nó hợp lý. Để 0.6 chẳng hạn. Sẽ bé hơn. Bé bé này thôi. Show high city lamp show này. Đấy, nó hiển thị ở location gần chỗ mình đó. Hai nó sẽ ẩn đi. Thì đấy chính là cái weather desk. Rồi xong. Vậy là cơ bản là ok rồi đấy. Thì bây giờ mình sẽ cố định trên desktop nhé. Đầu tiên là weather desk này. Click through này. Không cho di chuyển này. Visualizer này cũng click through này. Song information này cũng là click through này. Ok. Narrow này. Top click through này. Không di chuyển nữa. Color dock thì không. Tại vì mình vẫn click vào để mình truy cập mà. Clock này cũng thế, click through. Clock tiếp, click through, ok. Vậy là mình đã cố định tất cả các skin ở trên desktop và không thể di chuyển được. Đấy, đã cố định. Rồi. Xong, về cái menu. Bây giờ mình sẽ dọn dẹp lại ở trên thanh taskbar nhé, trông nó gọn lại hơn. Đây phải chuột mọi người là phải close window đi. Cái này sẽ unspin. Unspin hết đi. Ba cái này. Mọi người sẽ vào cái này cho mình. Setting. Personalization. Taskbar. Đây, search box thì để là 2 này. Hết đi cho mình. Xong. Cái này cũng phải chuột và unspin đi. Ok, là mình đã setup xong cái desktop với giao diện là hình nền động căn phòng anime và bộ skin race meta. Thì mọi người có thể tham khảo cái hướng dẫn này của mình và cài đặt cái desktop này cho mọi người. Thì mình thấy nó khá là đẹp. Mình đã có nhiều cái hướng dẫn rồi, nhiều bộ skin, nhiều cái hình nền động rồi. Thì mọi người tham khảo và chọn cho mình một cái desktop ưng ý và cài đặt. Thì
Thì đây là cái mới nhất mình giới thiệu. Ok, mọi người thấy hay thì hãy nhớ like video và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Like fanpage và donate cho mình nữa. Xin chào.